đã theo dõi chương trình, hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NM TV. Hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2020, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Virus Corona, Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo Wall Street Journal. 2 nhà báo Mỹ và 1 công dân Úc làm việc cho Wall Street Journal bị buộc phải rời Trung Quốc vì bài ý kiến không do họ viết, bị ông cảnh sản gọi là phân biệt chủng tộc. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến virus corona, hay đúng hơn là đánh giá của truyền thông về nỗ lực phòng chống bệnh dịch ở Trung Quốc, Bắc Kinh trục xuất cả 3 nhà báo nước ngoài. 2 trong số họ là công dân Mỹ, George Chin, phó chánh văn phòng thường trú của Wall Street Journal tại Bắc Kinh, Chao Ding, và người thứ 3 là công dân Úc Philip Win. Đây là lần đầu tiên từ trên 20 năm qua, nhà báo nước ngoài có giấy phép hoạt động tại Trung Quốc bị yêu cầu rời nước này. Vụ việc xảy đến sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản gọi một bài xã luận trên Wall Street Journal về công tác phòng chống virus corona của chính quyền Trung Quốc là mang tính hạ thấp Trung Quốc và phân biệt chủng tộc. Bài viết đó đánh giá rằng, các chính quyền Trung Quốc phản ứng trước bệnh dịch ở Vũ Hán những ngày đầu là mang tính bưng bít chỉ vì lợi ích của nhà nước. Theo nội dung bài đó, thì niềm tin trên toàn cầu đối với Trung Quốc đã bị lung lay. Cảnh sản cho rằng, bài báo phân biệt chủng tộc này đã hạ thấp nỗ lực của chính quyền Trung Quốc phòng chống dịch virus corona mà đến nay đã giết chết hơn 2.010 người ở nước này. Ba nhà báo có 5 ngày để rời khỏi Trung Quốc. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Thêm một giám đốc bệnh viện nữa ở Vũ Hán bị nhiễm COVID-19. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, giám đốc bệnh viện số 8 Vũ Hán, bác sĩ Vương Bình, đang phải nằm viện vì nhiễm COVID-19. Bác sĩ Vương Bình bị lây nhiễm từ bệnh nhân và hiện được điều trị tại bệnh viện Kim Ngân Đàm. Theo bài đăng lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, các bác sĩ đang cần huyết tương để chữa trị cho bác sĩ Vương. Chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi các bệnh nhân nhiễm virus corona hồi phục hiến máu vì huyết tương của họ được cho là có kháng thể với loại virus gây chết người này. Người phát ngôn bệnh viện số 8 Vũ Hán nói thêm, bệnh viện Kim Ngân Đàm đã tìm thấy huyết tương phù hợp với bác sĩ Vương. Cả hai bệnh viện trên đều không đưa ra tuyên bố chính thức về tình trạng của bác sĩ Vương. Thông tin bác sĩ Vương nhiễm COVID-19 được đưa ra một ngày sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin bác sĩ Lưu Trí Minh, giám đốc bệnh viện Vũ Xương ở thành phố Vũ Hán qua đời ngày 12 tháng 8 vì chính dịch bệnh này. Theo giới chức Trung Quốc, 7 y bác sĩ ở nước này đã tử vong vì COVID-19 và hơn 1.700 nhân viên y tế bị lây nhiễm virus, trong đó hầu hết ở tâm dịch Hồ Bắc. Thưa quý vị, cả hai người nhiễm COVID-19 ở Iran đều đã qua đời. Theo hãng tin Reuters, hai người Iran nhiễm dịch COVID-19 đều đã qua đời vì bệnh này, do đó tỷ lệ tử vong do COVID-19 gây ra ở quốc gia Nam Á này là 100%. Hai công dân Iran, những bệnh nhân nhận kết quả dương tính với virus corona vào đầu ngày hôm nay đã qua đời vì vấn đề hô hấp, vị lãnh đạo trên cho biết. Trước đó, trong ngày 19 tháng 2, hãng thông tấn IRNA của Iran cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế nước này xác nhận hai trường hợp xét nghiệm dương tính với virus corona. Người phát ngôn này cho hay, các bệnh nhân ở thành phố Qom đang bị cách ly, đồng thời cam kết sẽ công bố kết quả tới công chúng trong thời gian sớm nhất. Trung Quốc là nơi có hầu hết các ca nhiễm và tử vong, hai nạn nhân mới nhất tại Iran cũng là những trường hợp đầu tiên tử vong liên quan tới dịch COVID-19 ở Iran. Như vậy, Iran là quốc gia, vùng lãnh thổ thứ 6 ngoài Trung Quốc đại lục có người chết liên quan tới dịch COVID-19. Tính tới lúc này, bên cạnh đó có Philippines, 1 người chết, Hồng Kông, 2 người, Nhật Bản, 2 người, Pháp, 1 người và Đài Loan, 1 người. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Tỷ phú Bloomberg tuyên bố bán sản nghiệp tỷ Mỹ Kim nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Tỷ phú Michael Bloomberg sẽ khác 180 độ so với Tổng thống Donald Trump khi cam kết sẽ bán tập đoàn nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Đài CNN dẫn lời cố vấn chiến dịch tranh cử Tim O'Brien của ứng viên Tổng thống Mỹ Michael Bloomberg cho hay, tỷ phú này sẽ bán tập đoàn thông tin tài chính và truyền thông nếu đắc cử. Tuyên bố được đưa ra giữa bối cảnh ông Bloomberg bị các ứng viên dân chủ khác chỉ trích về cách ông sử dụng khối tài sản khổng lồ tạo dựng qua Bloomberg LP vào chiến dịch tranh cử quy mô của ông. Sẽ không có gì mập mờ về bất cứ vấn đề tài chính nào của ông ấy giữa dịch vụ công và lợi ích riêng tư,
chúng tôi sẽ khác 180 độ so với ông Donald Trump về vấn đề này, vì ông ấy đang mâu thuẫn lợi ích tài chính, theo ông O'Brien. Thông tin cố vấn này đưa ra phản ánh tuyên bố mà ông Bloomberg từng đưa ra vào năm 2018 khi được hỏi về việc ông sẽ làm gì với tập đoàn nếu tranh cử và đắc cử tổng thống. Bên cạnh đó, ông O'Brien còn cho biết tỷ phú Bloomberg sẽ công khai thu nhập nếu đắc cử trái với Tổng thống Trump. Tỷ phú Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, đang tập trung vào chiến dịch vận động tranh cử. Ông sẽ tranh luận với các ứng viên dân chủ khác tại Las Vegas vào ngày 19 tháng 2 giờ địa phương. Business Insider dẫn thông tin rò rỉ cho thấy Bloomberg LP có lợi nhuận đạt 10 tỷ Mỹ Kim trong năm 2018. Vào tháng 3 năm 2018, tạp chí Forbes ước tính giá trị của Bloomberg LP đạt 54 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Mỹ trừng phạt gã khổng lồ dầu mỏ của Nga. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ lên tập đoàn dầu mỏ Rosneft làm gia tăng áp lực đối với cả Nga lẫn Venezuela. Theo Reuters, Mỹ thắt chặt hạn chế tài chính đối với Venezuela, đồng thời đưa tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga vào danh sách đen. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó cáo buộc tập đoàn này cung cấp tuyến đường vận chuyển huyết mạch dành cho Venezuela. Các lệnh trừng phạt mới do Bộ Tài chính Mỹ công bố được cho là sẽ gia tăng áp lực lên Nga và cả Venezuela. Washington cho biết công ty con Rosneft Trading SA của Rosneft ủng hộ lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela, đồng thời trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington cũng cấp giấy phép chung cho phép các công ty thời hạn 90 ngày để hoàn tất giao dịch của họ với Rosneft. Động thái trên sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào của Rosneft Trading SA tại Mỹ, cũng như tác động lên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Didier Casimiro. Rosneft Trading SA và Chủ tịch Rosneft đã làm trung gian cho hoạt động mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Venezuela. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin nói, Mỹ quyết ngăn chặn việc cướp bóc tài sản dầu mỏ của Venezuela do chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro thực hiện. Một quan chức cấp cao Washington tiết lộ với Reuters rằng, quyết định trừng phạt Rosneft được ông Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức vào cuối tuần trước. Mỹ cũng nhắc lại lời kêu gọi tất cả công ty trên thế giới ngừng kinh doanh với Caracas và cho biết thêm động thái ngày 18 tháng 2 là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm gây áp lực đối với Nga và Venezuela. Khi được hỏi những tác động của lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình tài chính của Venezuela, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Venezuela, Elliot Abram, trả lời, điều đó sẽ gây tổn hại cho họ. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.